À, rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Phong thủy tài lộc của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị có những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Và trong nội dung của video ngày hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn những nội dung như sau. Quý vị thân mến, phong thủy nhà vệ sinh không ít người bỏ quên và xem nhẹ, và đừng cho rằng nơi nhỏ bé ấy chẳng có tác dụng gì ngoài cái việc mà giải quyết cái nhu cầu cá nhân. Nó liên quan tới tài vận, sức khỏe và tình cảm của những người trong nhà, rất cần phải quan tâm như bất cứ cái khu vực nào khác. Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 18 vấn đề trọng đại liên quan tới nhà vệ sinh và xin nhắc nhở để chúng ta quan tâm, để chúng ta chú ý. Thứ nhất, đấy là phòng làm việc ở dưới nhà vệ sinh. Văn phòng ở trong tòa nhà nhiều tầng mà vô tình văn phòng lại ở ngay cái vị trí nhà vệ sinh của tầng trên thì quả thực là tình huống vô cùng xấu. Công ty phòng làm việc ở khu vực hạ thủy như thế này không những khiến tài vận sa sút mà sức khỏe của chủ nhân cũng rất kém. Vận may tuột dốc không phanh, không thể tiến thân lên được. Và cái cách hóa giải tốt nhất trong cái tình huống này là di chuyển nơi làm việc đi chỗ khác. Nếu thực sự không còn cách nào khác, không thể chuyển địa điểm văn phòng thì có thể dùng một trong hai phương pháp hóa giải như sau. Thứ nhất là treo cái sô tiền lục đế ở cửa văn phòng chặn sát trừ tai hung. Thứ hai là bày kính bát quái lõm ở nhà vệ sinh sao cho cái mặt hướng lên trên để phản chiếu hung sát, không chiếu vào văn phòng. Cái vấn đề tiếp theo thứ hai nữa là ở đây là cái nhà ở gần nhà vệ sinh công cộng. Nhà ở gần nhà vệ sinh công cộng có ảnh hưởng gì không? Thì muốn trả lời câu hỏi này thì cần phải xác định nhà vệ sinh ở trạch hướng nào so với nhà của mình. Thì cụ thể, nếu nhà vệ sinh ở vị trí bạch hổ bên phải ngôi nhà thì mang tới sát khí nặng nề, nhưng ngược lại ở vị trí thanh long trách phía bên trái thì hoàn toàn không có hung hiểm gì. Phạm vi tính trong vòng bán kính là 6 mét. Nếu ngoài ra thì nhà vệ sinh công cộng không hề có liên quan gì tới phong thủy nhà ở. Phương pháp hóa giải trong trường hợp nhà vệ sinh công cộng ở vị trí bạch hổ của nhà là dùng gương bát quái lồi hoặc phù nha chế, như là con thứ bảy của rồng, vật phẩm phong thủy hóa sát. Treo ở nơi chiếu thẳng tới nhà vệ sinh để phản chiếu sát khí. Cái thứ ba là nhà vệ sinh công cộng đối diện với cửa chính. Trường hợp nhà vệ sinh công cộng đối diện cửa chính trong phạm vi 3 mét hoặc ngay trong chính ngôi nhà mà cửa nhà vệ sinh đối diện phòng khách, cửa lớn thì đều là lối phong thủy nhà vệ sinh rất xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe và tài vận của gia chủ. Tốt nhất là không nên ở ngôi nhà có địa thế như vậy. Cần cân nhắc thật kỹ trước khi mua hoặc là xây dựng nhà để tránh phạm cái sai lầm. Nếu đã chót lỡ mua thì có thể cải thiện tình hình bằng cách là áp dụng một số cái phương pháp hóa giải như sau. Đó là treo gương bát quái lồi hoặc phù nhai xế chiếu thẳng vào nhà vệ sinh. Nếu nhà có sân hoặc cái khoảng trống rộng ở mặt tiền thì nên trồng nhiều cây xanh để cây hấp thụ sát khí, uế khí, tránh ảnh hưởng tới gia trạch. Vì hấp thụ khí xấu nên cây không xanh tươi lâu. Khi nào cây có dấu hiệu mục nát, héo úa thì phải thay thế ngay. Thứ tư là cửa văn phòng đối diện nhà vệ sinh công cộng. Cửa văn phòng công ty đối diện nhà vệ sinh gây ra không ít cái buồn phiền, mang sát khí, uế khí vào nơi làm việc, ảnh hưởng tới tài vận và sự phát triển lâu dài. Đặc biệt, nhất định xuất hiện cái tình trạng thoái tài, lậu tài. Để hạn chế, hãy đặt một chậu cây xanh có khả năng kháng cự uế khí như cây lưỡi hổ, vạn niên thanh, trúc phú quý ở trước cửa. Thứ năm là cửa phòng ngủ đối diện cửa nhà vệ sinh. Từ phương diện phong thủy nhìn nhận, đây là cái lối mang tới nguy cơ rất lớn. Phong thủy, phòng vệ sinh mang nhiều âm khí thuộc ngũ hành thủy. Âm khí tiến vào phòng ngủ làm mất cân bằng âm dương trong cơ thể, cực kỳ bất lợi với sức khỏe. Đặc biệt, càng hung hiểm hơn với người mệnh kỵ thủy, tiêu biểu là người mệnh thổ và người mệnh hỏa, không những vận trình xui xẻo mà còn hay ốm đau. Để hóa giải phong thủy nhà vệ sinh này, hãy
Hãy đặt bình phong ở giữa hai phòng hoặc treo rèm ở cửa nhà vệ sinh để ngăn âm khí, đồng thời bày cây xanh trước cửa nhà vệ sinh thanh lọc không khí, cản trở âm khí thoát ra ngoài. Thứ sáu là cửa nhà vệ sinh đối diện cửa bếp. Cửa bếp đối diện cửa nhà vệ sinh đại diện cho lửa đối với nước, mà trong phong thủy, nước chủ về tài vận, mang tới tài khí. Nước bị lửa áp chế thì tài vận kém hanh thông, dễ mang tới cái vận lậu tài. Khi bố trí nhà ở cần hạn chế tối đa cái trường hợp này. Thứ bảy là cửa nhà vệ sinh đối diện cửa chính. Thì một trong những cái lối phong thủy nhà ở nặng nhất là cửa chính đối diện cửa nhà vệ sinh. Trong phong thủy học gọi đây là thế nhà đào hoa. Có mặt tích cực là thịnh vượng nhân duyên, người độc thân thì dễ dàng kết giao với bạn bè các phái, người đã kết hôn thì có duyên trong giao tiếp xã hội. Nhưng mặt trái của thế nhà này là ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Người ở nhà này thì thận, bàng quang, hệ thống đường tiết niệu bị ảnh hưởng lớn. Thường mắc bệnh về bài tiết nên đặt bình phong ngăn giữa để giảm bớt hung hiểm. Bằng không, ở trước cửa nhà vệ sinh bày thực vật xanh, chậu cây lớn, đồng thời treo rèm ở cửa chính để hóa giải. Thứ 8 là cửa đối diện cửa. Thế diện đối cửa có thể diễn giải cụ thể như sau. Bước vào cửa chính là hành lang dẫn thẳng tới ban công. Bên phải là nhà vệ sinh, bên trái là phòng khách và phòng ngủ nối liền nhau. Cạnh nhà vệ sinh là bếp, sát vách là bồn tắm. Như vậy, cửa nhà vệ sinh và phòng khách đối diện nhau, cửa phòng khách đối diện cửa sổ. Bố cục này là cực hung. Bất cứ trường phái phong thủy nào đều lấy bát quái và cửu cung phi tinh làm căn cứ luận giải. Bát quái là căn cứ để định tứ phương, cửu cung dùng để xác định hướng cửa chính. Muốn hóa giải sai lầm phong thủy nhà ở này, cần xem chuẩn phương vị nhà vệ sinh và phương vị cửa chính. Dựa vào hướng sẽ có các cách hóa giải, hạn chế hung hiểm khác nhau, dùng các cái vật phẩm phong thủy chế sát phù hợp. Thứ 9 là bếp nấu hướng về nhà vệ sinh. Nhắc đi nhắc lại không thừa, bếp nấu không thể hướng về nhà vệ sinh. Có thể cửa phòng bếp không đối diện với cửa nhà vệ sinh nhưng bếp nấu lại hướng về đó thì vẫn xấu như thường. Bếp thuộc cô dương khí ngũ hành hỏa, nhà vệ sinh thuộc độc âm khí ngũ hành thủy. Cô dương bất sinh, độc âm không giải. Hai khí này âm dương không điều hòa lẫn nhau nên gia trạch bất ổn. Nhà mà có bếp hướng thẳng vào nhà vệ sinh thì khẳng định vận trình của người trong nhà sẽ rất xấu, tình cảm không hợp, lại hay ốm đau bệnh tật. Phương pháp hóa giải là treo rèm ở cửa nhà vệ sinh hoặc bày chậu cây xanh ở trước cửa để ngăn cách hai luồng khí. Nhưng tốt nhất là nên rời bếp nấu sang hướng khác tốt lành, tránh điều xui rủi. Thứ 10 là cửa nhà vệ sinh vuông góc với phòng ngủ. Trường hợp nhà có bố cục cửa nhà vệ sinh vuông góc với cửa phòng ngủ sẽ ẩn giấu sát khí, ảnh hưởng tới sức khỏe và vận trình hôn nhân của chủ nhà. Tốt nhất là nên đóng cửa nhà vệ sinh, khi dùng thì mở ra rồi lại đóng lại như cũ, hoặc treo phù nhai xế ở trước cửa để hạn chế phạm đào hoa kiếp, khiến quan hệ vợ chồng không hài hòa. Và thứ 11 là phòng ngủ ở dưới nhà vệ sinh. Trường hợp này thực sự là lối phong thủy nhà ở nguy cấp, kiến nghị nên kịp thời thay đổi để tránh hung hiểm. Nếu không thể chuyển nhà đi nơi khác hoặc không thể thay đổi bố cục tốt hơn thì dùng phù nhai xế hoặc tháp văn xương để hóa giải. 12 là nhà vệ sinh ở góc Tây Nam. Góc Tây Nam trong nhà đại diện cho nữ chủ nhân. Nếu đặt nhà vệ sinh ở đây thì phụ nữ trong nhà dễ mắc bệnh phụ khoa. Để cải thiện tình trạng này, hãy giữ gìn vệ sinh thật tốt, đồng thời căn cứ vào mệnh của nữ chủ nhân để bày ra vật phẩm phong thủy hóa sát phù hợp. 13 là cửa nhà vệ sinh và cửa phòng ngủ cùng một hướng. Thông thường thì bố cục này rất phổ biến và không phải cái vấn đề lớn, nhưng cần chú ý một điểm là giường ngủ không dựa vào vách tường sát với nhà vệ sinh, tránh nguy cơ về sức khỏe và tình cảm. Thứ 14 là gương đối diện cửa nhà vệ sinh. Nhiều gia đình để tiết kiệm diện tích sẽ bố trí nhà tắm và nhà vệ sinh chung nhau, đặt gương soi đối diện với cửa, như vậy là không hợp phong thủy. Cũng có trường hợp do không biết nên ở bức tường đối diện cửa nhà vệ sinh, nên ở bức tường đối diện cửa nhà vệ sinh liền treo một chiếc gương. Phương pháp đơn giản nhất trong trường hợp này là rời gương đi vị trí khác. Nếu gương đã cố định thì hãy treo rèm ở cửa nhà vệ sinh để ngăn cách.
Vấn đề thứ 15 là gương trong nhà vệ sinh đối diện lỗ thông gió. Theo phong thủy thì không nên bố trí gương đối diện cửa thông gió trong nhà vệ sinh, nhà tắm vì gương hướng ra ngoài đều không mang ý nghĩa tốt. Hãy rời gương sang vị trí khác hoặc treo rèm lên cửa để ngăn cách. Thứ 16 là gương treo trên bình nóng lạnh, chiếu thẳng vào cửa sổ trong nhà vệ sinh, phòng tắm. Phong thủy nhà vệ sinh kỵ nhất là có gương hướng ra ngoài cửa sổ. Thêm việc bố trí gương ở trên bình nóng lạnh thì càng hung. Quá nhiều người không biết nên an bài như vậy, khiến vận trình sức khỏe của người trong nhà sa sút rất nhiều. Tốt nhất là rời gương đi vị trí khác, tránh đối diện cửa và xa bình nóng lạnh. Thứ 17 là cải tạo nhà vệ sinh thành phòng ngủ. Thay đổi kết cấu, bố cục ngôi nhà là chuyện có thể xảy ra, nhưng phương án cải tạo nhà vệ sinh thành phòng ngủ, dù là phòng ngủ của bất kỳ ai thì đều không thể được, vì trái với nguyên tắc phong thủy, thông thường nhà vệ sinh các tầng sẽ bố trí thông nhau nên một nhà vệ sinh được cải tạo thành phòng ngủ thì tầng trên, tầng dưới vẫn là nhà vệ sinh. Phạm cái thế là hạ thủy, kể cả khi đã cải tạo tất cả nhà vệ sinh thành phòng ngủ thì cái năng lượng xấu tích tụ ở đây cũng còn rất nhiều, sẽ làm ảnh hưởng tới chủ nhân. Phòng này chỉ nên dùng làm nhà kho là thích hợp nhất. Thứ 18 là nhà vệ sinh ở trung tâm của nhà. Kiến thức này không mới nhưng không phải ai cũng chú ý là nhà vệ sinh tuyệt đối không được đặt ở vị trí trung tâm của ngôi nhà. Trung cung là trái tim của ngôi nhà. Trái tim bị uế khí xâm lấn thì toàn bộ gia trạch đều bất lợi. Ngoài ra thì nhà vệ sinh cũng không nên đặt ở cái khu vực tây nam hoặc đông bắc của ngôi nhà. Nhà vệ sinh nhiều thủy khí, hơi nước nặng nề. Nếu mở cửa ở tây nam hay đông bắc, hai phương vị vượng khí thuộc ngũ hành thổ thì sẽ nảy sinh cái trường hợp là thổ khắc thủy, đặc biệt không may mắn, tổn hao tới cái sức khỏe của người trong nhà. Chúng ta lưu ý một cái nữa là nhà vệ sinh cũng không nên ở cái phương nam thuộc ngũ hành hỏa vì thủy hỏa tương khắc, trong nhà thường xuyên tranh chấp cãi cọ, không giữ được hòa khí. Cách hóa giải là dùng phù nhai xế, tiền lục đế hoặc bày cây xanh ở cửa, treo rèm cửa. Quý vị thân mến, trên đây là 18 thế phong thủy nhà vệ sinh, bao gồm các cái lỗi phổ biến nhiều nhà mắc phải cần chữa ngay. Cần nói rõ là phương pháp hóa giải lỗi phong thủy mà chúng tôi đề cập tới chỉ mang cái tính chất chung. Trên thực tế thì cần dựa vào mệnh của chủ nhân, trạch hướng của ngôi nhà, hướng nhà vệ sinh, bố cục ngôi nhà cùng kết cấu các cái khu vực để xác định được cách hóa giải hiệu quả nhất. Nếu thực sự nhà có vấn đề về phong thủy thì nên xem xét thật kỹ, mời thầy về thăm dò thực địa, vẽ hình đồ, vị trí, phương vị và toàn thể kết cấu nhà, từ đó đề ra các cái phương án phù hợp, hợp lý nhất, không nên chủ quan, có bệnh không chữa mà không hợp phong thủy cũng không quan tâm vì điều đó sẽ gây hậu quả rất tệ đối với tất cả các phương diện vận trình của người trong nhà. Biết lối phong thủy nhà vệ sinh cũng giúp bạn có thêm cái kiến thức khi xem xét mua nhà, xây nhà sao cho ngôi nhà không chỉ là cái nơi ở đơn thuần mà còn thực sự là nơi ở tốt, mang tới vượng khí, cát khí cho cả gia đình. Xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Phong Thủy Tài Lộc hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.